Ok. Full. 6. Sắp 6 nhân quyền, sắp 6 nhân quyền. Rồi lên Huyền ơi, lên Huyền ơi, lên. Giết thằng này đi. Cái gì vậy? Được nha anh ba, được. Nè anh Trung xịt cover, Sao, tụi mày vô đây. Chuối bơ. Con đồng TNT hả anh ba? Rồi nổ. Mày bắn ai? Lo luôn ơi. Không được. Nè, vô. Được nha, đang lên nha mọi người. Hay mọi người ơi, đang lên. Ô nè. Theo luôn, chặn đường luôn. Rồi em chết, em hy sinh rồi đó. Có chiêu. Ai da, má nó giật. Hay. Hay. Anh Huyền con ác dưới trời. Bách Lan từng nói anh Huyền lớn hơn anh ba là đứa chắc chắn. Cái gì vậy? Cái rờ tôi dính hai thằng đó. Cái giờ tôi giữ chân hai thằng lại đó. Nè. Nhìn em bay lên luôn nha, em bay lên nè. Hay dữ trời anh Nguyễn. Gì vậy? Còn tôi đâu? Có thằng nào này? Lại lại cho gác này. Đây lượm nó, hấp đó. Đi lạc. Đi lạc. Mày quýnh ai vậy? Ba luôn. Ui cha. Đi vô trong, sâu quá vậy. Trời ơi, cái gì mà. Trời, đi tem. À, con đồng nó bay vô sâu quá. Tuyến hai thằng luôn. Mày can thiệp vào mày nhiều chuyện này. Lại luôn. Mày cái gì vậy? Đồ thì cái này luôn, được thì tới với nhau cái này luôn. Được thì tới với nhau. Khé luôn anh Tam ơi. Rồi nó xong rồi nó chết rồi. Giết nó là Baron. Rồi, Baron. Được thì mình tới cái này luôn, Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi. Tôi đánh được. Nè anh Quyền ơi. Cứu em. Cứu gì vậy? Cái gì vậy? Anh Quyền gì vậy? Em thấy anh ba chết rồi đó. Bây giờ cho anh Trung chuẩn bị bọc đầu là cho nên được nha anh, góc hẹp nè, em thích nha, góc hẹp em thích lắm nha. Rồi, heo cũng được, heo là chết luôn. Rồi heo chết luôn anh. Góc hẹp em thích lắm nha. Rồi. Sao? Cái đồng hồ. Em chết luôn trời. Úi trời. Hay dữ vậy. Ủa, SDU hay vậy.
Má phe bay lên là má phe đó là celeb, gặp celeb và giết hết rồi. Nè 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 nè, một lát nữa bay góc này nè, xuyên qua đây nha, bay góc này xuyên qua đây xịt nó được nè. Rồi 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 rồi, bay góc này xuyên qua xịt được nè, xịt được nè, xịt được nè, xịt được nè. Đồ đồ ăn luôn rồi. Xịt được nè. Xịt nè. Xịt nè. Xem ai xịt đau hơn, xem ai xịt đau hơn. Thằng cắt đi luôn. Xem ai xịt đau hơn. Hồi nãy phụ rồng hết một mình trong hang, cầu quậy ba bốn thằng rồi đó. Chị hay rồi muốn gì nữa trời. Cầu quậy cái gì? Sao ranh vàng mà đòi hỏi người ta quá vậy? Dài, thích chơi luôn. Thích thì mình làm cái luôn. Bà có quay lại dịp chế ta đánh cô ạ. Mới hồi sinh ra nó khỏe mình tầm người tiền lắm. Chạy luôn. Quý kiếm chạy lắm. Nó về được, nó về được, nó về được. Tương lai có quýnh được set A nha. Nhưng mà em không muốn về người ơi, em không muốn về, em không muốn về. Em không muốn. Nó bị kẹt rồi. Rồi. Bảo thằng Camille luôn, bảo thằng Camille luôn. Có em anh ba, chạy anh ba ơi. Chạy đây. Rồi, xong chết luôn. Sao chết được Quyền, nó mới làm chết Quyền ơi. Hay hỏi. Em nói rồi, em đánh 4 game thôi là em master rồi. Chửi không được. Rồi ba luôn rồi. À, ba, bây giờ anh ba hồi xưa là anh ba là huấn luyện viên, sao anh ba chửi tụi nó sao bây giờ? Gì vậy? Ê, Ngọc anh bị lỗi luôn nè. Ê. Để em xịt. Anh Huyền ảnh con thấy trận được mà ảnh không biết cách con dứt điểm trận đấu, khó chơi quá. Để em xịt. Rồi, lên. Bút ba đôi ba cầu, đẩy vô, bút. Rồi. Mình chỉ ở ngoài mình chọn đá nó thôi, không cần phải lao vào đánh nó gì. Chơi vậy. Mày trâu quá. Ai? Trâu đánh lâu cũng chết. Quy nè, mày nè con. Dữ vậy trời, má lỗi sai lầm thì nổi cái thứ luôn vậy. Làm hết rồi chán như trời. Làm hết rồi, ghê vậy. Fril xin Fril. Ôi, thằng Fril đánh hay nha. Ủa ôi, hay như vậy. Mẹ Fril, để nó về quýnh giải anh ba. Fril đánh hay nha, nãy bơi cao nó phải chính giữa rồi. Anh thấy nó ok rồi đó. Rồi. Má, tự nhiên thấy nó quýnh xong. Không thấy, không nhớ Fril là bao cho lắm.